mà sao đến nhà tôi? Có phải là tôi đã thay đổi gia đình rồi không? Có phải là tôi sẽ làm công việc trước đây đúng không? Tôi lên nói chuyện với bà chủ số tiền. Nhờ anh nói với bà sao tôi không làm theo ý của bà được. Mẹ tôi đã nhờ tôi làm chuyện gì? Tại sao là phải chuyển tiền chứ? Chuyện này thì anh hỏi bà chủ đi, sẽ rõ. Sao tôi không nói cho tôi biết? Có phải là cái mặt tôi đáng ghét lắm không vậy? Hả? Mà sao tôi phải kiệm từ lời từ chửi với tôi như vậy? Tôi không có. Tôi có. Tôi biết. Tôi đáng ghét lắm. Nhưng mà tại sao? Tôi không thể nào đối xử bình thường với tôi như những người bình thường khác. Vậy anh có thể trả lời cho tôi biết một chuyện được không? Tôi muốn biết chuyện gì? Trước đây anh bị bệnh gì? Anh thuộc nhóm máu nào? Chuyện này có liên quan gì chứ? Có liên quan chỉ tình cảm của tôi đối với Thư không? Cũng trả lời đi. Vậy em hãy trả lời cho anh biết đi. Trong mắt em, anh là gì? Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Vậy còn tình cảm của tôi thì sao? Tại sao Thư không có một chút cảm nhận gì hết vậy? Tôi đang không hiểu, đang cố tình không hiểu vậy chứ. Xin lỗi, tôi bận gì, tôi phải đi. Tình yêu ra đi cho anh bao niềm đau. Hãy cho anh quên, quên hết đi niềm đau. Mẹ, mẹ được tiền cho Thư để làm gì vậy? Ủa, con trai của mẹ còn gì gặp Thư sao? Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ đưa tiền cho cô ấy để sai cô ấy làm cái gì? Ừ, thì mẹ chỉ đưa tiền thưởng cho Thư thôi. Mẹ thưởng thời gian qua nó đã bỏ bao nhiêu công sức và tâm huyết để chăm sóc cho con đó mà. Thật ra giữa hai người đã thỏa thuận với nhau chuyện gì? Có phải là mẹ sử dụng tiền để sai cô ấy làm cái điều gì không? Mẹ có biết mẹ làm gì là tổn thương cô ấy không? Đối với mẹ, tất cả những thứ trên đời này được quy bằng tiền à. Mẹ có thể dùng tiền sai khiến bất cứ ai, ngoại trừ Thư ra. Ở đâu có luật điều đó vậy? Mẹ à, con xin mẹ đừng có xúc phạm tới Thư nữa có được không vậy mẹ? Thành à, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con tự hạ nhục và thành khẩn xin xỏ chỉ vì một đứa ở đợ mà thôi. Mẹ, mẹ đừng gọi người ta như vậy chứ. Mẹ không thể nào nói khác được, vì đó là sự thật con à. Con còn quá ngây thơ, con cứ nghĩ con Thư nó là cao thượng, là thánh thiện. Nhưng thực sự ra, ngày đầu tiên nó bước chân vào cái nhà này cũng chỉ vì hai chữ đồng tiền thôi. Nếu như con thật sự có tình cảm chân thành đối với nó, thì mẹ khuyên con hãy dẹp ngay đi. Và con hãy coi như là trò đùa ngày ban đầu nó bước chân vào nhà này vậy. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ trôi qua thôi con à. Mẹ nói vậy ý là sao? Mẹ chỉ cần nhìn thoáng qua là mẹ hiểu được đối phương muốn gì rồi. Thư là một đứa con gái mưu mô tính toán và đầy giả tâm. Con không hiểu sao? Nó tưởng là có thể dùng tiểu xảo để bước vào nhà này một cách dễ dàng dụ dỗ con trai của mẹ. Mẹ đưa tiền cho nó cũng chỉ vì muốn nó phải chấm dứt ngay cái màn kịch mà nó đã chuẩn bị quá công phu. Nó làm tất cả, nhưng mục đích cuối cùng của nó cũng chỉ vì tiền mà thôi. Không đúng. Nếu như cô ấy vì tiền thì tại sao cô ấy lại trả tiền cho mẹ? Mẹ đừng có nghĩ xấu người ta như vậy. Mẹ không nghĩ xấu nó đâu, nhưng đó là sự thật con à. Con chỉ là con rối để nó giật dây chống đối lại mẹ thôi. Nó trả tiền lại là bởi vì nó chê quá ít so với công phu mà nó đã chuẩn bị quá chu đáo. Con hiểu không? Con không cần hiểu cái gì hết á. Con chỉ cần mẹ từ nay về sau đừng gặp Thư, đừng xúc phạm Thư nữa có được không?
Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền để chị đưa Nam đi ra nghe. Đúng rồi, có lẽ là bà đang mặc cả về tình cảm cho con trai của bà. Tôi không có thời gian nhiều. Trước đây do đánh giá cô quá thấp cho nên tôi mới tự ra giá. Bao nhiêu đó không thỏa mãn với cô đúng không? Vậy thì giờ cô hãy nói đi, cô cần bao nhiêu, cứ nói thẳng ra. Tôi rất là khâm phục sự thấu đáo của bà. 50 triệu được không? 50 triệu? Giờ thì cô cũng đã tự ra giá rồi đó. Nhưng cô nghĩ cô xứng đáng với giá tiền 50 triệu đó hay sao? Thôi được, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của cô. Nhưng với điều kiện, cô hãy biến ngay, không được lãng vảng trước mặt con trai tôi nữa, nghe chưa? Đúng rồi, vì con trai của bà, nó có thể bỏ ra 50 triệu hoặc nhiều hơn như vậy để mua sự bình yên và mua sự sống cho con trai của mình. Nhưng bà có biết là chính đồng tiền của bà đã vô tình cướp đi một cuộc đời của người khác, đã làm cho một người khóc hết nước mắt của con trai của mình. Một người vợ chỉ bất lực đứng nhìn chồng chất dần chất mòn trên giường bệnh. Tôi nói gì luôn trong khó khăn vậy. Bà rất hiểu ra đằng khác. So với tôi, bà mới chính là diễn viên đa tài xuất sắc. Bà có thể diễn nhiều lời vai khác nhau mà vẫn giữ nguyên một mặt giả nhân giả nghĩa của mình. Một ngày nào đó, chúng tôi là người lột bỏ bộ mặt đó. Về đi đâu hả bà chủ? Với bà Hạnh đi. Tôi muốn gặp anh được không? Tối nay tôi đến nhà. Căn phòng này có xa lạ gì với Thư không? Tại sao lại bỡ ngỡ như vậy? Anh bật đèn sáng lên đi. Chẳng lẽ như vậy không lãng mạn sao? Hôm nay tôi thấy Thư đẹp lắm. Nếu như anh không bật đèn, tôi đi về đây. Thôi được rồi. Tôi thấy cửa không khóa. Chị quản gia đâu? Anh Tài nữa. Rồi người giúp việc, họ đâu rồi? Cô không thấy sao? Tôi cũng không biết nữa. Thôi để khi khác.
Chẳng phải cô đang muốn biết tôi thuộc nhóm máu nào? Và đồng thời cũng muốn biết từ trước tới giờ tôi bị bệnh gì, đúng không? Vậy bị bệnh gì? Có chuyện gì liên quan sao? Sao nhìn cô căng thẳng như vậy? À không. Được rồi, tôi sẽ nói nếu như cô nói. Tại vì người bạn thân của tôi bị bệnh, cho nên là tôi muốn biết thôi. Bạn thân? Người đó có phải à, là chồng cô? Không, không phải. Tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ muốn nát óc luôn mà không biết tại sao cô lại muốn biết gì tôi thuộc nhóm máu nào và bệnh tình của tôi là bệnh gì. Thật sự tôi cũng không biết. Nếu như anh không tiện nói ra thì thôi vậy. Bất kỳ ai trước khi bước vào làm việc ngôi nhà này cũng đều phải biết và thuộc lòng những nội quy, không được hỏi han thắc mắc về cậu chủ của mình. Đó là những điều lệ mẹ tôi đưa ra, bắt buộc mọi người không được hỏi về bệnh tình của tôi. Nhưng thưa thì khác, thưa ngoài lệ, tôi sẽ nói cho thưa biết về bệnh tình của tôi. Vậy anh thuộc nhóm máu nào? Với một điều kiện. Điều kiện gì? Sao mà căng thẳng như vậy? Có gì đâu. Thì tôi chỉ muốn tôi với Thư uống hết chai rượu này thôi mà. Tại sao phải uống rượu này? Tôi không biết uống rượu. Chẳng lẽ Thư không muốn nghe tôi tâm sự thôi? Trong mỗi con người, ai ai cũng có một bí mật đằng sau hết. Đêm nay tôi sẽ tâm sự cho Thư biết. Thư ngồi đi. Ngay từ nhỏ, tôi là một đứa trẻ bệnh hoạn, lúc nào cũng phải cần sự chăm sóc đặc biệt. Mỗi ngày phải uống thuốc và đến bệnh viện khám định kỳ. Bước một bước ra ngoài phải che chắn bảo vệ thật kỹ. Ghét nắng, không ưa mưa. Cảm giác của một người bệnh hoạn khiến cho tôi bực bội và khó chịu. Một người sống trong sự chăm sóc đặc biệt như vậy cũng chẳng sung sướng gì đâu. Mời thật. Có những lúc tôi thèm được trốn ra ngoài chơi một buổi, gửi bỏ hết tất cả những nội quy khắc khe của ba mẹ tôi đã đưa ra, để tôi được trở thành một người bình thường như những người bình thường khác. Tôi muốn biết được bên ngoài bức tường đó là cái gì, nhưng tôi không thể. Chắc tại tính tôi quá yếu đuối và được nuông chiều từ nhỏ, cho nên tôi không đủ tự tin vượt qua những cái điều kiện đó. Và rồi tôi lớn lên, căn bệnh cũng lớn dần theo tôi. Rồi một ngày
mẹ tôi nói tôi phải phẫu thuật. Thưa có biết tôi phẫu thuật gì không? Kìa, sao tôi căng thẳng như vậy? Uống hết đi. Tôi buồn lắm. Ngay từ nhỏ tôi đã mang chứng bệnh thận suy, ngày nào cũng phải uống thuốc và lâu lâu đến bệnh viện chạy thận một lần. Trong suốt thời gian dài tôi đã một bác sĩ nói đã đến lúc mà phải cần quả thận để thay thế. Dạ rồi. Tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt của mẹ tôi lăn dài trên má. Mẹ tôi hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ tôi vui chứ. Qua lời kể của mẹ tôi thì tôi biết là tôi đã được cứu sống bởi một người đã hiến thận. Vậy anh biết quả thật đó là của ai không? Tôi không biết. Chỉ biết một người đã tương thích mình. Nhưng còn không biết không phải. Thưa anh, uống đi. Sao? Sao tôi thấy chóng mặt quá. Anh làm gì với cái ly rượu này vậy? Có phải là em thấy đang không được trong rồi thế... em cảm thấy là khó chịu đúng không? Nó rất khó chịu quá. Thưa anh, thưa hãy nhìn trong mắt anh. Anh yêu em. Anh làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Buông ra! Buông ra! Anh đến gần tôi, tôi đập lại cho tôi chết trên trời đó! Trần Sơn, anh làm trò hèn hà này với tôi chứ hả? Trong vòng này, anh hại biết bao nhiêu người rồi? Hả? Tôi khốn nạn! Bình tĩnh đi em. Anh chưa làm chuyện này với bất kỳ ai hết. Bởi vì anh muốn em mãi mãi thuộc về anh. Anh yêu em. Anh sẽ chịu trách nhiệm hết những gì mình đã làm. Chúng ta sẽ làm đám cưới và chúng ta sẽ là vợ chồng em nhé. Anh trách nhiệm gì đám cưới? Ai đám cưới? Anh là quỷ đồ đốc người. Tôi hèn hạ, tôi khốn nạn, tôi xấu xa.
không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Đồ khốn nạn, tại sao như vậy hả? Tại sao có sự thất nghiệp? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Dạ. 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 Dạ xin lỗi. Một chút nữa tôi sẽ gọi lại sau. Anh, sao anh về sớm vậy? Chẳng phải là anh nói anh đi công tác đến ngày mai mới về sao? Tại vì buổi họp với đối tác bị dời lại tuần sau. Vậy hả anh? Anh đói bụng chưa? Để em kêu dọn cơm cho anh nha. Em nè. Dạ. Nghe nói ông rồi, em có tới chỗ bác sĩ Lương. Dạ phải. Anh có gặp ông ta à? Tình cờ thôi. Anh nghe nói em tới để hỏi thăm chữa trị bệnh cho ai đó. Dạ. Em nhờ bác sĩ trị bệnh cho con của người bạn bị hôn mê kéo dài anh à. Rồi bác sĩ Lương nói sao? Tình hình có khả quan không? Cũng chưa biết nữa anh. Nhưng cần phải có thời gian mới mong dứt khỏi. Thôi, để em xuống coi dọn cơm cho anh ra sao nha. Ừ. Bình tĩnh. Anh biết hết tất cả rồi. Thì nó quẩn cái gì vậy? Anh Đại ơi, anh đừng biết chết rồi. Anh còn mong muốn đi gặp mọi người chứ. Nói nhận tiền, anh sẽ không gặp một mọi người. Dạ. Có chuyện gì anh? Hả? Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Hả? Anh Tài? Tại sao má gọi cho em nhiều vậy anh? Em ở đây bao nhiêu lâu rồi? Anh Tài, có chuyện gì vậy anh? Anh Tài, thằng Kiên xảy ra chuyện rồi Thư ơi. Anh Kiên xảy ra chuyện gì? Tim đó tự nhiên nó co giật rồi bị ngạt thở. Thằng Kiên nó chết rồi Thư ơi. Anh bình tĩnh nha. Em bình tĩnh nha. Đừng làm anh sợ nha. Em bình tĩnh nha. Anh Kiên không chết được. Anh Kiên không chết. Không thể nào. Anh phụ anh đi. Anh vẫn còn khỏe mà. Em nói với anh là phải cho em về. Anh Kiên không chết được đúng không anh? Anh nói đi. Anh Kiên không chết được đúng không anh? Nói đi. Anh Kiên không chết được đúng không? Thank you.
Anh Kiên có khỏe không ba? Anh Kiên có nhớ được chúng nào không ba? Má ơi, nói với anh Kiên là để con về nha. Con sẽ đón xe về mà. Nói với anh Kiên là chờ con nha ba. Nha má. Má ơi, nói với anh Kiên là chờ con nha má. Thư ơi, bình tĩnh em ơi, bình tĩnh, sao con về trễ quá vậy Thư? Lúc xảy ra chuyện, ba cứ gọi điện cho con nhiều lần mà không thấy con bắt máy. Nó ra đi đột ngột, không ai ngờ trước. Thôi con ạ, số phận của nó đã hết thì mình phải chịu. Má biết là con đau lòng lắm, nhưng mà con phải biết giữ gìn sức khỏe của con nha Thư. Thư ra sao hả anh Tài? Đúng rồi, tại sao mày đối xử Thư vậy? Tại sao mày hại đời con gái người ta, mày mở miệng mày nói con đó nữa? Mày là con người thua lồ xuất chân đó, thu nặng. Anh cứ đánh tôi gọi đi, rồi hãy nói cho tôi biết là hiện giờ tôi đang làm gì, tôi đang ở đâu đi. Mày còn mở miệng mày hỏi Thư nữa hả? Vì mày mà xích nữa Thư mất mạng. Tại sao vậy chứ? Hoàn cảnh của Thư đã khổ rồi, mày còn góp phần đẩy Thư xuống vực sâu nữa chứ? Tại sao hả? Tôi biết, bây giờ tôi có giải thích cách mấy đi chăng nữa, anh cũng không tin tôi được. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận một tình cảm mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tôi có được. Cuộc sống bao bọc kéo dài đã biến tôi trở thành một kẻ bệnh hoạn yếu đuối. Và rồi cô ấy xuất hiện, tôi mới biết cuộc sống này thật có ý nghĩa. Tôi mới biết giá trị của cuộc sống này. Càng lúc tôi càng nhớ tiếng nói giọng cười của cô ấy. Tôi sợ một ngày nào đó tôi mất Thư vĩnh viễn. Vì vậy mà mày dùng cái thủ đoạn đê hèn để thỏa mãn được cái dục vọng của mày. Mày sai rồi. Suy nghĩ của mày cũng lệch lạc bệnh hoạn như là mày đó. Tôi yêu Thư, tôi không muốn xa Thư và càng không muốn mất Thư. Tôi muốn Thư hoàn toàn thuộc về mình. Cũng chính vì yêu, tôi không thể kìm được dục vọng đê hèn của mình. Anh có biết hiện giờ tâm trạng của tôi là như thế nào không? Tôi rất hối hận và khổ sở đây nè. Tại sao mày nghĩ đến nỗi khổ của mày mà mày không nghĩ đến nỗi khổ Thư chứ? Nỗi khổ của nó còn gấp trăm ngàn lần mày nữa kìa. Rời khổ nhà của mày với nỗi nhục ê chề, nó có ý nghĩa quyên sinh nè. Tính ra đường tự tử mày hiểu không? Lưng có thể chết rồi. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện thì Thư nghe lưng chồng chết ngay cái đêm mà mày làm nhục. Còn chịu đựng nào hơn thế không? Mày biết mày trở thành gì không? Mày trở thành một thằng tội đồ hung ngàn mày biết không?
Khóc gì khóc mày? Nó có chết đâu mà mày khóc. Mà nếu mà nó có chết thì để cho nó chết đi. Nó có quan tâm tới thằng cha này không? Nó có quan tâm tới mày không? Khóc làm cái gì? Thôi ông ơi, ông xỉn rộn đi vô ông ngủ giùm tôi đi. Đừng có nói bậy nữa. Tôi không có nói bậy. Tôi đã nói với nó rồi. Thằng Kiên nó có được cái gì đâu. Cái đó bây giờ nó chết á, nó cũng lựa cái giờ xấu để mà nó chết nữa. Nó báo hại người ta tùm lum hết trơn cái chỗ, bà thấy không? Thì đó, tại vì nó chết giờ xấu cho nên bà Tư bà chôn nhanh quá trời à. Nói là kỵ giờ kỵ ngày vậy đó. Đêm khuya đem đi chôn không kèn không trống. Giờ nhắc tới tôi còn nổi da gà, lạnh người luôn. Bởi vậy nó muốn về đây tính bắt con Thư theo xuống dưới đi hầu hạ nó luôn. Thiệt tình tôi không biết mày nói thằng sao cái thằng này. Nếu mày bây giờ mày ngồi mày khóc á, mày đi canh em mày đi ha, tôi chừng nó làm tầm bậy đó. Nó mà chết á thì mày chết theo nó luôn đi. Nếu mà hận á thì chắc chắn em sẽ hận anh nhiều hơn là kẻ đã hãm hại đời em đó. Anh đã bỏ em ra đi mà không nói một lời nào. Em có sống làm sao đây trong những dịp tháng còn lại đó? Sao lại vô tình với em như vậy chứ? Em cố gắng rất nhiều để giữ hạnh phúc bên anh, không hả? Sao anh bỏ em một mình nên anh đi giữ trường vậy chứ?
Có nhiều lúc anh suy nghĩ, thà là anh chết đi để mong chuộc hết lỗi lầm anh đã gây ra cho em. Nhưng anh không thể làm được. Anh là một thằng hèn, ngay cả chết anh cũng không có đủ can đảm để chết. Bây giờ đây, trước mắt em anh sống nhục nhã và gian sinh một sự tha thứ lỗi. Thư à. Thư à. Đừng có gọi tên tôi. Tôi ghê tởm anh. Anh hãy biến khỏi mắt tôi ngay. Biến! Anh biết. Trong mắt em anh không khác gì một loài cầm thú. Một tên đốn mạng, một tên vô liêm sỉ. Nhưng anh muốn em biết một điều rằng anh yêu em thật lòng. Tất cả những gì anh nói và anh làm đều xuất phát từ tình cảm của anh dành cho em. Không ai muốn mang đến cho người mình yêu một sự đau đớn, một sự tủi nhục nào cả. Bây giờ anh có mắng có chửi anh, có nguyền rủa đi chăng nữa, anh cũng chịu. Anh chỉ mong em biết một điều rằng anh yêu em thật lòng. Tôi nói anh có nghe không? Cút đi, đồ khốn nạn. Cút! Nếu em không thể nào tha thứ cho anh thì anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Thà là anh chết đi cho xong. Cho dù anh có chết đi sống lại 100 lần thì nỗi nhục nhã của tôi không bao giờ xóa đi được. Cho dù anh có chết đi sống lại 1000 lần thì nỗi khổ đau này không bao giờ kết thúc được. Anh là quỷ đồ lốt người mà. Tại sao người anh chọn lại là tôi chứ hả? Tại sao anh hại tôi đến nông nỗi này chứ hả? Nói đi, đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, cút đi, cút đi, cút đi, cút đi. Hãy tha lỗi cho anh mà Thư. Anh hứa với em, anh sẽ sửa đổi và anh sẽ trở thành một con người tốt. Anh chỉ mong em tha thứ lỗi cho anh. Thật sự là anh muốn tôi tha thứ cho anh sao? Đúng. Hãy tha thứ cho anh. Em hãy cho anh một lời tha thứ. Được không em? Từ khi anh chết, xin phép bà chủ cho tôi nghỉ việc ngay ngày hôm nay nè. Chú Tài, chú vừa nói gì vậy? Sao đột nhiên chú lại xin nghỉ việc? Chẳng lẽ có chuyện gì bức xúc làm chú hành xử như là một đứa con nít vậy? Tôi không thể ở lại thêm một giây một phút nào nữa cả. Tôi không thể ở trong một cái căn nhà mà sống chung những kẻ thiếu nhân tính, thiếu đạo đức. Tôi thà về quê sống với cỏ cây còn sướng hơn. Chú đứng lại đó. Chú vừa nói gì vậy? Tại sao chú lại có thể miệt thị một nơi mà chú đã từng sinh sống, nơi mà đã cưu mang chú bao nhiêu năm qua? Chú có biết là chú đang vô lễ đứng trước mặt tôi nói những lời vô ơn như vậy không? Bà nên hỏi lại con thằng con quý tử của bà. Bà hỏi lại nó đi, rồi bà trách móc người khác. Đứng lại. Nếu như chú chưa giải thích rõ thì chú không thể nào bước ra khỏi nhà này được. Thằng Thành con trai tôi đã làm gì cho chú giận dữ đến nỗi như vậy? Con của bà dùng thủ đoạn hèn hạ làm hại là con gái người ta, tài nữ là gái đã có chồng rồi, hiểu không? Chú vừa nói gì? Thằng Thành có phải là con Thư không? Chứ còn ai nữa? Cái đêm bị thằng Thành nạp dục á cũng là chính đêm chồng Thư đột ngột ra đi. Đau đớn tủi nhục đỉnh gì trong bệnh viện thì nghe tính xác đánh
mà nghĩ coi còn ai bất hạnh hơn nữa chứ. Chú vừa nói chồng con thương chết rồi, chết rồi, chết trong cái đêm con quý tử của bà hãy là con gái người ta. Con ơi, sao lại có thể như vậy được hả con? Má con mình gặp nhau niềm vui chưa hết, giờ lại phải đau đớn nhìn thấy con trên bàn thờ. Má đã nói là sẽ quay về đón con đi chữa bệnh, sao con không đợi má về hả Kiên ơi? Tại sao thằng Kiên chết? Sao thằng Kiên xảy ra chuyện mà không cho tôi biết? Chẳng lẽ giây phút cuối cùng của nó bà cũng ác độc và tàn nhẫn đối với tôi như vậy sao? Tại sao vậy? Kiên ơi, có phải con không muốn nhìn thấy mặt người mẹ vô trách nhiệm này không hả con? Sao con ra đi mà không để mẹ nhìn thấy mặt con lần cuối vậy? Từ lúc con trai mẹ sanh ra đã chịu quá nhiều thiệt rồi, tức là lỗi của mẹ. Con ơi, có lẽ do ông trời sắp đặt mẹ con mình phải sanh đi tử biệt, đành phải chấp nhận số phận an bài thôi con ơi. Con ơi, lúc con còn sống mẹ không lo được cho con, thì giờ đây con chết đi rồi, mẹ xin được lo mộ phần cho con cho nó đàng hoàng. Bà Tư à, tôi xin phép bà cho tôi xây mộ con trai tôi khang trang hơn được không á bà? Bà sao vậy? Bây giờ nó chết đi rồi, bà cũng vẫn không cho tôi làm tròn bổn phận của người mẹ hay sao? Lúc còn sống, thằng Kiên nó sống rất là đơn giản, không có cầu kỳ. Thì tôi nghĩ bây giờ chết đi, nó cũng không thích phô trương đâu bà. Vì khi còn sống, nó không gặp được tôi. Giờ thì tôi đã kiếm được con của mình rồi, tôi không thể nào chấp nhận mộ phần của nó sơ sài được. Tôi xin bà, bà hãy để mọi việc yên ổn như trước đây chưa từng có sự xuất hiện của bà được không bà? Xét cho cùng, tôi nghĩ tôi là người hiểu thằng Kiên hơn bà mà. Bà đừng làm gì cho nó thì tôi nghĩ là sẽ tốt hơn. Điều bà cần phải làm là bà về bà quan tâm dạy dỗ thằng con trai của bà kìa. Con thương, dạo này nó sống ra sao? Nó vẫn còn sống. Bà về bà nói lại thằng con trai của bà, con thương nó vẫn còn sống, sống để gánh chịu những gì mà thằng con trai của bà đã gây ra cho nó.
Tại sao vậy chứ? Tại sao cái vòng tròn oan nghiệt lại xảy ra cho cuộc đời tụi nó nghiệt ngã như vậy chứ? Xét cho cùng, thằng Kiên chết là điều may mắn cho nó. Chứ nếu mà nó sống, nó chứng kiến những cảnh nghiệt ngã như vậy thì sống làm gì chứ bà? Bà Tư, bà thật là sai lầm khi đã cho thằng Kiên và con Thư đám cưới với nhau. Tại sao bà không hiểu? Đám cưới chưa xảy ra thì thằng Kiên đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Rồi bà lại sai lầm lần thứ hai khi đã cho tụi nó kết hôn với nhau. Lúc thằng Kiên còn nằm trên giường bệnh, khiến nó phải chết oan uổng như vậy. Đến bây giờ bà chưa chịu hiểu hay sao? Bà nói như vậy là có ý gì chứ? Tôi đã đi xem thầy, xem tuổi và mạng của tụi nó. Hai đứa không hợp nhau. Chính con Thư đã làm cho thằng Kiên phải xảy ra chuyện như vậy nè bà. Bà, chắc tôi đã trải qua những ngày đau khổ và khủng hoảng. Tôi thành thật chia sẻ với cô về những gì tôi đã gánh chịu trong thời gian qua. Thằng Thành cũng trao tôi chính vì vậy mà nó nhờ tôi xuống đây xin được cô mong tôi yêu hứa. Từ khi nhỏ đến lớn, nó là một thằng cũng muốn bệnh hèn, chưa bao giờ chịu sinh để vậy mà bây giờ một lần xuống khỏi như thế ai trả lại ngày mong khổ phần khi nhận được gì được. Nhìn thấy con trai tôi chấp nhận đau khổ, tôi cũng cảm thấy đau khổ. Nhưng chuyện xảy ra dễ hơn thì chỉ có hai người biết. Mà tôi thiết nghĩ nỗi cũng chẳng phải do một mình con trai tôi. Nó mới đâu. Dạ nó ý của bà nói là tôi dụ dỗ quyến rũ con trai bà làm nhục tôi sao? Dạ ý của bà nói là tôi tham giàu sang cho nên tôi tự nguyện để con trai bà giày dò tôi sao? Bà còn có ý nghĩ gì thì bà nói luôn đi. Vậy phải làm sao thì cô mới chịu tha lỗi cho nó? Cô ra giá đi. Lại tiền. Đối với bà tất cả đều quy đổi ra tiền sao? Phải. Tôi có thể cho cô tiền, nhưng tôi không thể nào cho cô tình cảm của con trai tôi được. Thằng Thành con trai tôi, nó là đứa mới lớn, nó rất nông nổi bồng bột. Vậy bạn nghĩ là tôi chấp nhận Thành sao? Còn một điều tôi không thể chấp nhận, vì lý do cô sẽ là kẻ hãm hại cuộc đời của con trai tôi. Ý bà vậy là sao? Tôi xin cô hãy tránh xa thằng Thành. Tôi không muốn nó đi vào vết xe đổ của anh, của thằng Kiên chồng cô. Chuyện xảy ra cho Kiên không phải là chuyện nó sai lầm khi bán thận, mà sai lầm chính của nó là chuyện cưới cô làm vợ. Cô là một người có số sát phù. Bà còn lời lẽ nào tàn nhẫn hơn như vậy không? Tại sao lại đối xử tôi như vậy chứ? Đối với bà, con trai của bà mới chính là người sao? Tại sao bà có thể chà đạp người khác một cách vô tâm như vậy chứ? Tại sao tôi là người gây ra cái chết cho chồng của tôi? Tại sao những lời độc địa như vậy mà bà có thể thốt ra như vậy? Nhất định một ngày tôi sẽ trả lại cho bà và con trai của bà những gì đó đối xử với tôi. Bà nhất định phải trả giá. Thôi à, có mệt thì đi nghỉ đi con. Má, má có giấu chuyện gì với con đúng không má? Bà Thoại và má có mối quan hệ gì? Bà Thoại là gì của anh Kiên? Sao con lại hỏi vậy? Bà ta không có mối quan hệ gì hết. Con linh cảm chuyện này không đơn giản. Sao bà ấy lại đòi đưa anh Kiên đi chữa bệnh? Tại sao bà ấy tức tốc xuống đây khi hay tin anh Kiên chết chứ? Má cũng không biết nữa. Nếu không phải tình thâm thì chỉ có một điều duy nhất khiến bà ta có động cơ đó. Bà ấy muốn chuộc lại lỗi lầm cho mình gây ra.
Ý con nói là từ lâu con nghi ngờ người dung tiền mua thận của anh Kiên chính là bà Thoại, và người ghép thận của anh Kiên chính là Thành, con trai bà Thoại. Sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Đó không phải là trùng hợp, mà là sự tính toán mua bán mạng sống của những kẻ thừa tiền lắm của. Họ nghĩ mình là người có thể quyết định số phận của con người. Vì bà ấy mà Kiên phải chết, vì bà ấy mà em phải ra nông nỗi này. Rồi cũng chính con trai bà ấy lớn lên trong sự giáo dục vô tâm, đẩy em vào con đường cùng. Anh bắt em phải làm sao đây? Bình tĩnh, em bình tĩnh. Anh nghĩ chuyện này không phải là tầm thường, em phải suy nghĩ cho kỹ, để em hiểu cho kỹ. Khi họ muốn bưng bít che đậy thì làm sao mình có thể biết được? Nhưng theo suy luận từ những việc liên quan với nhau, làm em chắc chắn một sự thật. Nếu muốn biết chính xác thì chính người trong cuộc thú nhận. Đâu có đơn giản như em nghĩ Thư. Sao có thể làm được điều đó chứ? Vậy theo anh, trong nhà bà Thoại, người có thể chứng kiến và nắm được những bí mật đó là ai? Bà quản gia. Phải bắt đầu từ con người này. Nhưng bà ta là người thân cận, trung thành của bà Thoại. Không dễ gì mà mình truy hỏi hay là mình khai thác được đâu. Em nghĩ con người thì ai cũng có bí mật, phải tìm ra để lợi dụng bà ta. Em nghĩ anh phải giúp em đó. Anh! Em muốn anh phải theo dõi sinh hoạt bà ta hàng ngày, xem có gì khả nghi không, nhất là trong việc chi tiêu và mua sắm. Sau đó nắm được tẩy bà ta và bắt bà ta phải khai ra. Thì ra Hiền đang bị tạm giam, và người gài bẫy là bà Thoại. Thật là thâm độc mà. Hôm đó tôi có đến chỗ hẹn nhưng mà không gặp Hiền, và mất liên lạc với Hiền từ đó luôn. Tôi cũng chính là Tài nè. Người kia là giả thôi. Cuối cùng thì tôi đã bị chậm chân, và cái đĩa đó rơi vào tay bà Thoại rồi. Vậy là hết hy vọng thật rồi anh ơi. Chưa hết hy vọng đâu. Thật ra khi gặp người đàn ông đó, tôi đã có ý nghi ngờ nên không đưa ra cái đĩa thật. Vậy là cái đĩa Hiền đưa cho anh vẫn còn giữ sao? Sư dạy con phải làm sao đây? Đối với chồng, con đã không giữ tròn bổn phận của một người vợ, thì làm sao mà con có thể sống trên đời đây hả sư? Sư, tại sao vậy chứ? Con phải làm sao đây? Cuộc đời của con đáng bị nguyền rủa như vậy sao hả sư? Thật sự con đã làm sai chuyện gì mà phải trừng phạt con như vậy? Nguyên nhân tất cả là tên khốn nó gây ra. Con căm thù kẻ nó gây ra đau đớn cho con.
Thằng khốn đó. Đừng miêu con phải khoan dung với anh. Nói khoan dung là nói dối lòng. Làm người ai không phạm lỗi, ngay cả người mình yêu thương nhất, con cũng không biết biểu lộ thế nào cho đúng. Lắm lúc phải nghĩ rằng đó là điều mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương, nhưng lại không tránh khỏi sự biểu lộ sai lầm dại dột. Đó mới thật sự là một con người đó con. Bây giờ con phải làm sao đây sư? Đạt trên luân thường đạo lý của một người vợ để mà sống sao? Trong bụng con đây là giọt máu của tên khốn đó. Con không đủ tự tin để sống, để nhìn một mũi ai hết. Con chỉ sót lựa chọn là chết thôi. Chết chưa chắc chắn là kết thúc nỗi đau. Con phải sống vì đứa bé trong bụng, vì nó không có tội. Chỉ có sống kiên cường mới làm được điều đó. Nếu một con người phải chịu một nỗi đau quá lớn mà vượt qua được, lại giữ được thêm một mạng sống khác, thì đó là một điều không phải ai cũng làm được. Con không thể làm sống. Nên thở, con còn đau đớn mà sư. Con phải sống vì con của con. Con phải nghĩ đến đứa bé trong bụng. Em hỏi anh nè, nếu như trong người của em mang giọt máu kẻ làm hại anh, thì em phải làm sao đây? Anh trả lời em đi. Anh đã chỉ cho em phải làm sao đây anh? Em có tiếc hy sinh mạng của em đâu chứ. Nhưng những đứa bé trong bụng của em nó còn quan trọng hơn sinh mạng của em nữa. Có lẽ sư con nói đúng. Đứa bé nó có tội tình gì đâu. Em phải sống như đứa bé này. Đúng không anh? Anh không thể bảo vệ được nữa. Để em phải đi một mình trên con đường đau khổ. Tất cả những gì mà em chịu được đều là lỗi của anh. Hãy quên đi tất cả hận thù chất chứa trong lòng. Hãy quên anh đi. Em được sống hạnh phúc. Em biết không? Anh ơi! Kiên ơi! Sao rồi? Anh đi rồi hả? Nghe tên mèo ông nói em.
Hiền ơi. Hiền ơi. Tôi sẽ nói rất ngắn gọn để không làm mất nhiều thời gian của cô. Nghe tin cô có thai, tôi đã lập tức đến đây gặp cô. Thật là nhức đầu. Cái thằng con trai của tôi đã gây ra chuyện phiền phức ngoài ý muốn. Và chắc cô cũng đang rối trí, không biết phải xử lý ra sao. Tôi muốn dứt khoát và cũng không muốn chuyện lùm xùm xảy ra. Vậy ý bà muốn thế nào? Có phải là bà đang tính toán số tiền và đưa ra một hợp đồng mang thai hộ để rồi sau đó nhận đứa cháu nội và không cần người mẹ? Cô thật là nói đùa. Cô biết nói đùa lắm. Nhưng những gì cô suy nghĩ thật là hoang đường. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Vậy bà xuống đây và tôi phải làm sao? Chúng ta có thể thẳng thắn với nhau không? Tôi đã nghe nhiều lời thẳng thắn từ bà rồi. Bà cứ nói đi. Phá thai đi. Bà nói gì vậy? Tôi nói là cô nên phá thai. Không nên để nó ra đời trong hoàn cảnh không ai chấp nhận nó. Rồi thì nó sẽ bị ngược đãi, ruồng rẫy già. Nó sẽ quay qua oán trách cô vì cô đã sinh ra nó. Cô không còn con đường nào khác để lựa chọn đâu. Giết chết một sinh mạng mà bà vẫn dưng lần lùng như vậy sao? Nó là cốt nhục của thằng nhà cháu nội của bà đó. Không gì có thể đảm bảo điều vô năng. Tôi không muốn dây dưa và càng không thể chấp nhận. Bây giờ cũng chưa quá muộn để cô làm gì. Nếu như để thai nhi lớn quá thì cô sẽ càng có tội. Trước sau thì cô cũng phải làm. Cô nên giúp hoàn toàn chậm thì tốt. Thư hả? Sao em lên đây gặp anh vậy? Chẳng phải em đã thề là không bao giờ gặp anh nữa sao? Bây giờ em có mắng chửi hay nguyền rủa anh đi chăng nữa, anh sẽ nghe. Em có thương ra tòa đi chăng nữa, anh cũng nói với tòa là anh yêu em. Anh làm điều đó bởi vì anh yêu em. Anh muốn được có em. Tôi không còn đủ sức để làm chuyện đó nữa rồi. Hôm nay tôi đến đây để báo cho anh một tin. Là tôi đã mang cốt nhục của anh. Em nói sao? Em... đêm hôm đó... em đã có con với anh hả? Anh được làm cha rồi sao? Thưa ơi... Thưa à, anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa con của mình. Mình sẽ làm đám cưới nha em. Cưới nhau hả? Đúng. Mình sẽ cưới nhau. Anh và em và con, chúng ta sẽ hạnh phúc đến nhau suốt đời em ha. Anh có hạnh phúc không? Khi sống chung với tôi giống như một cái xác không hồn. Hạnh phúc? Anh hạnh phúc lắm. Chỉ cần em đồng ý lấy anh là anh hạnh phúc lắm rồi. Sống chung với người vợ mà luôn luôn xem người khác là chồng của mình. Cho dù tôi có chấp nhận lấy anh làm chồng đi chăng nữa thì suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ xem người khác là chồng của tôi. Anh có chấp nhận không?
Anh biết, trong lòng em chỉ có Kiên. Và em xem Kiên là chồng của em. Anh chấp nhận. Bởi vì đó là những gì thuộc quyền riêng tư của em, anh sẽ không bao giờ đụng chạm đến. Và anh cũng thề với em, anh sẽ không bao giờ ghen với quá khứ của em. Anh chỉ biết hiện tại là anh với em được sống chung với nhau, như vậy là đủ rồi. Anh có nghe tôi nói rõ không? Cho dù trái đất này có chia làm hai, thì tôi cũng chỉ yêu và tôn thờ một người chồng, đó là anh Kiên. Cho dù trái đất này có chia thành trăm mảnh đi nữa, thì anh vẫn yêu một mình em. Và anh sẽ lấy vợ khi người đó là em. Em có thấy là điểm tương đồng với hai chúng ta không? Chỉ cần một điểm tương đồng thôi là chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Đứa con của chúng ta nữa, con chúng ta là một người hạnh phúc trên đời. Bởi vì nó có cha, có mẹ. Anh hứa với em, anh sẽ không để cho con của chúng ta thiếu bất cứ thứ gì đâu. Em hãy tin anh nha. Anh sẽ sửa đổi thành một người tốt, giúp quan tâm lo lắng cho gia đình. Em đồng ý với anh nha Thư. Ngay lập tức anh sẽ nói với ba mẹ anh. Cưới đi em chứ. Em có hiểu. Hãy trao cho nhau bao yêu thơ không rời. Không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy được. Thành à, con phải hiểu cho cha mẹ chứ. Vậy còn tự trọng của cha mẹ, sĩ diện của cha mẹ, con để ở đâu? Mẹ thôi đi cái sĩ diện này, cái vị trí của mình trong xã hội đi. Con sẽ cưới Thư làm vợ, bởi vì con yêu cô ấy. Và hơn nữa, Thư đã có thai trong bụng, đó là cốt nhục của con mà mẹ. Chẳng phải mẹ đã nói với con là có cách rồi hay sao? Mẹ tính làm cái gì? Mẹ đừng bao giờ làm tổn thương Thư. Con sẽ không bao giờ để cho mẹ làm được cái điều đó đâu. Con dẹp ngay cái suy nghĩ dớ dẫn đó của con đi. Mẹ không thể nào chấp nhận cái con ở đợ làm dâu trong gia đình của mẹ được. Mẹ à, người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà mẹ. Nó ở đợ thì suốt đời cũng vẫn là ở đợ thôi con à. Tại sao chứ? Tại sao suốt ngày mẹ cứ thành kiến với Thư hoài vậy mẹ? Là bởi vì mẹ không muốn con lao vào vết xe đổ trước kia. Thằng Kiên chồng con Thư, vì cớ gì mà nó ra nông nổi đó? Vì sao mà nó phải chịu thiệt thân như vậy chứ? Mẹ không thể nào đứng nhìn con của mẹ lao vào chỗ chết mà không thể cứu được. Mẹ không muốn mất thêm một đứa con nữa. Nói chung là con phải hiểu cho mẹ. Mẹ nói gì? Nhất định con sẽ cưới Thư làm vợ. Còn nếu như không, con sẽ bỏ cái nhà này, ra đi cùng Thư đó. Mẹ sợ chưa? Con hãy nghe mẹ nói đây. Hãy dẹp ngay những suy nghĩ điên rồ đó của con. Từ nhỏ tới giờ, con vẫn quen sống với sự sắp đặt của mẹ, và không thể nào thiếu mẹ được. Con phải nhớ, nếu như mẹ muốn thì con sẽ không thắng nổi mẹ đâu. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi thế giới này là thế giới gì mà kẻ ăn người ở có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với chủ của mình như vậy. Tôi cũng đã hết kiên nhẫn để nói với cô rằng cô và Thành hoàn toàn không hợp với nhau và không thể nào có chuyện kết hôn ở đây. Tôi hiểu thưa bà. Giỏi lắm, cô có vẻ nhanh chóng hiểu được vấn đề. Chính vì vậy mà tôi không cần phải nói nhiều. Thế này, Thành con trai tôi, nó có thể vui chơi đàn đứng ở bên ngoài, có thể có những tình yêu nhố nhăng gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn chấp nhận.
Nhưng chuyện cô bước chân vào cánh cửa nhà này với danh chính ngôn thuận thì không thể nào. Cô nghe rõ chưa? Cô không đủ đức hạnh. Vậy đứa con trong bụng của tôi cần có cha thì sao? Cô định mang đứa bé ra để che chắn và là vũ khí để cô đạt được mục đích hay sao? Đó không phải là vũ khí, mà là một sinh mạng, là cốt nhục của Thành, của bà đó. Cốt nhục của nhà này không thể nào được sanh ra từ một người mẹ xuất thân là ở đỡ được. Cô không thấy giữa cô và Thành là hai tầng lớp quá chênh lệch rõ ràng trong xã hội hay sao? Bà còn lời nào tàn nhẫn hơn thì bà cứ nói hết một lần đi. Tôi đủ sức chịu đựng mà. Tôi không cần bà phải đồng ý, chỉ cần Thành là đủ. Tôi biết thành kiến của bà đối với tôi không thể thay đổi một sớm một chiều được. Nhưng mà tôi sẽ lấy Thành là con dâu của bà. Điều đó bà nên chấp nhận thực tế đi. Vậy tôi hỏi cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để cực khổ đi tìm cho được kẻ đã mua thận của chồng cô để làm gì? Kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho chồng cô. Cô căm thù nó lắm mà. Bà nói không sai. Kẻ đã cướp đi hạnh phúc của tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đó được. Vậy cô có thể quên đi cái chết của chồng mình để lấy kẻ thù của chồng cô như sao? Mà cô đừng giả vờ giúp tôi nữa. Thật ra cô cũng đã biết người đã mua quả thận đó chính là tôi, và quả thận của Thiên được ghép như thế. Ấy vậy mà cô vẫn nhìn. Thật ra cô không thương gì cả, chẳng yêu đương gì, và cũng chẳng bị đứa nói trong bụng. Tôi hỏi cô, thật ra cô đang tính gì vậy? Chuyện đã đến nước này rồi, em nên tác hợp cho hai đứa đó để hợp thức hóa cái bào thai trong bụng. Dù sao nó cũng là máu mủ của gia đình mình, không thể chối bỏ hay phủ nhận được. Anh nghĩ sau khi lập gia đình, thằng Thành sẽ biết suy nghĩ và sẽ trưởng thành hơn. Miễn sao con mình sống hạnh phúc là đúng với ý nguyện của hai vợ chồng mình rồi. Không được, em không thể nào chấp nhận chuyện này được. Em không chấp nhận về chuyện gì? Có phải em quá thành kiến với Thư? Đến anh mà cũng nghĩ về em như vậy sao? Anh nghĩ em nên tổ chức đám cưới cho thằng Thành càng sớm càng tốt. Chứ để cái bầu thai ngày càng lớn, có muốn che cũng không kịp. Lúc đó sẽ còn nhiều điều tiếng nữa. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Em không thể nào để tương lai của thằng Thành bị con nhỏ đó hủy hoại. Em đã muốn chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản. Tôi nhờ bà giúp tôi khuyên con dâu của bà, bởi vì bây giờ ít ra nó cũng còn lòng kính trọng đối với bà. Bà đang lợi dụng tôi sao? Sao bà lại nói như vậy? Tôi chỉ lo sợ cho bà thôi. Tôi đâu có làm điều gì ác đức đâu mà bà lo sợ cho tôi chứ. Đến bao giờ thì bà mới hết thành kiến với tôi đây? Trừ khi nào mà bà hết thành kiến với con Thư. Con Thư nó là con quá hiếu thắng và cố chấp. Bà hãy phân tích cho nó hiểu rõ thế nào là đạo lý của một người vợ chung thủy với chồng. Chồng chết chưa hết 100 ngày mà lại đi thêm bước nữa thì bà ăn nói sao với hàng xóm đây? Tội nghiệp cho thằng Kiên, chết oan uổng vì một người vợ không xứng đáng. Chưa đám cưới thầy lại bị họa sát thân. Bây giờ cái điều tai quả đó lại giáng xuống đứa con trai thứ hai của tôi. Tôi không hiểu con thương nó là cái gì mà nó lại để cho hai thằng con trai của tôi lại xoay quanh với những điều tai quả đó chứ. Những gì bà nói là hoàn toàn vô căn cứ. Mà nếu có chăng á, là do sự suy diễn của bà. Tuy là vợ của thằng Kiên, nhưng con Thư vẫn còn là đứa con gái trinh trắng. Chính con bà, thằng Thành, nó đã cướp đi đời quý giá con gái của người ta, thì bây giờ chịu trách nhiệm trước cái bào thai
và đi đến hôn nhân là một điều hoàn toàn có đạo lý. Tại sao bà lại ngăn cản chứ? Nói như bà, có nghĩa là chồng chết chưa được bao lâu, gạt bỏ hết dư luận để đi thêm bước nữa, vậy là một người vợ tốt hay sao? Nếu như ở trong tâm trạng của tôi, chắc bà cũng hiểu. Một đứa con trai đã chết oan uổng vì nó, giờ tôi không thể nào chấp nhận đứng đó nhìn đứa con trai cuối cùng của tôi bị nó sát hại. Thoại à, tôi có một thỉnh cầu, xin Thoại hãy đồng ý. Chuyện gì? Sao bỗng dưng bà lại đổi giọng như vậy? Tôi xin Thoại hãy cho con Thư lấy thằng Thành đi Thoại. Không đời nào. Sao bà lại nói ra điều đó khi nó đang là dâu của bà, là vợ của thằng Kiên? Tôi không thể nào chấp nhận điều đó. Đó là chuyện trước đây thôi. Con Thư, nó là một đứa con gái tốt, nó cần phải được sống vui vẻ và hạnh phúc như bao người con gái tốt ở trên đời này. Tôi biết lúc còn sống và ngay cả bây giờ ở dưới đó, thằng Kiên vẫn muốn con Thư có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà bà. Thôi thì mình hãy làm theo tâm nguyện của thằng Kiên đi bà. Thật là tức cười. Tại sao bây giờ có rất nhiều người đứng cùng một phe để chống đối lại tôi chứ? Có phải nó đã lợi dụng bà, nhờ bà tác động để lay chuyển tôi không? Thật là trẻ con, nó tưởng nó làm được điều đó sao? Cũng có thể tôi hơi bị lung lay trước những lời thỉnh cầu của bà. Bà, nhưng xin lỗi, tôi có lẽ sẽ làm cho bà buồn, bởi vì tôi không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân đó được. Thôi được rồi, nếu bà không nghĩ đến tình bạn mấy chục năm qua giữa tôi và bà thì tôi cũng không khách sáo. Có lẽ chuyện bà có một đứa con riêng mà giấu chồng bà mấy mươi năm qua sẽ là một câu chuyện huyền thoại mà chồng bà muốn nghe. Khi nào có dịp rảnh tôi sẽ ghé thăm nhà bà. Bà dám làm điều đó sao? Tôi chỉ xin bà nhận lời thỉnh cầu của tôi chỉ một lần thôi. Để ba dạy con vài câu ha, lên học đánh dần cho nó quen. Cờ a ca sắc cá, cờ a ca sắc cốc, cốc cái đầu mày cá cốc gì. Cờ a ca sắc cá, cờ a ca sắc cá, sắc cốc cốc quay cá, cá cá ờ trời ơi cúng ông bây giờ hớt hải dữ vậy. Cái thằng, thằng nào? Cái thằng làm con Thư nhà mình có bầu á. Hả? Nó đang chưa chuẩn bị tới nhà mình. Đâu 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 mà chị đi coi. Cái thằng này dám dắt mặt ở đây không? Đó đó đó. Rồi, để nó coi mặt mũi mày đang sao. Tôi vô tôi dám đụng đứa con gái tao mày 8 9 anh phải không? Tôi vô tôi xách vào tôi chém chết cha mẹ mày luôn. Chém chết cha nó. Ờ vậy đi con. Ông thấy nó đi xe hơi không? Nó đi chơi hả? Tôi nghe nói nó là cậu ấm con nhà giàu gì ở trên Sài Gòn á. Gia đình nó có nguyên một cái công ty bự thiệt bự luôn, làm nước tương nóng gì đó. Nói chung là giàu lắm. Nó đang đi vô kìa. Thấy y sơ chắc giàu lắm à. Y ông ơi, hình như tôi thấy nó đẹp trai á. Được á. Thằng này cũng đẹp thiệt chứ. Nó bỏ kiến ra kìa. Đẹp trai thiệt hả? Đi xe hơi. Dạ con chào hai bác. Hai bác có phải là ba mẹ của Thư không ạ? Đúng rồi, ba nó nè. Dạ con là Thành, hôm nay con tới đây để con thưa chuyện với hai bác à. Ông gì? Cái mặt ông kỳ vậy hả? Không phải, em thấy lạ quá. Mời cậu vô nhà. Mời vô nhà. Dạ. Mời. Vô nhà. Đi vô. Vô nhà. Thì ra chuyện là như vậy. Dạ. Tôi hiểu hết rồi.
Cái chuyện nó xảy ra là cũng xuất phát từ cái tấm chân tình và tình cảm cậu dành cho con Thư. Dạ đúng rồi ạ. À, hôm nay con xuống đây đang xin cưới con Thư. Dạ. Chứ không phải là cậu người xấu mà bỏ chạy khi nghe con Thư nó có bầu, phải không? Dạ dạ. Ông cậu Thành đây á là người có tri thức và thượng lưu. À, tôi dùng từ thượng lưu đúng không cậu? Dạ dạ đúng rồi bác ạ. Dạ. Cậu có lòng xuống đây á thì coi như là cậu đã chứng minh được cái tấm chân tình của cậu rồi. Cậu là con chó. À, cho nên là cái chuyện gì đó cũng là cái chuyện bình thường khi mà nam nữ yêu nhau thôi. Dạ. Trước sau gì cậu cũng là người nhà. Ừ, xuống tàu. Cho nên đừng có câu nệ chi cho nó mệt á. Dạ. Dạ nếu như mà hai bác xem con như là con rể thì con rất là vui và rất là mừng ạ. Bây giờ tao nói cho cậu gì, nếu cậu thật lòng thương con Thư thì cậu phải đối đãi với nó cho thật tử tế. Tôi có một đứa con gái thôi đó, cậu mà đối xử với nó bạc đãi là tôi không có để yên cho cậu đâu nha. Dạ cái chuyện này thì hai bác yên tâm đi ạ. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc Thư hết lòng mình luôn. Dạ nhưng mà không phải một mình Thư đâu, còn có hai bác nữa. Dạ con sẽ không để cho hai bác thiếu thốn bất cứ thứ gì đâu ạ. Có tôi với bà nữa. Dạ con là con rể mà. Nếu như hai bác cần gì thì nói có một tiếng thôi. Dạ. Đó ông thấy chưa. Rể đã lên tiếng vậy rồi còn gì đâu mà phải lo lắng không. Ngủ đực mặt anh vậy. Gọi rể tiếng đi cho vui. Gọi gì tới có sớm không? Ngày mai tổ chức đám cưới rồi. Ờ vậy đó vậy đó. À, thì rể. À, thôi vậy đi, rể về nói với hai bác bạn đó. Xuống sớm sớm đi. Rồi cái bàn cái tiệc cưới xong rồi mình đãi tiệc luôn ha. Dạ bây giờ con xin phép hai bác con về Sài Gòn để hôm khác mẹ con xuống rồi bàn chuyện đám cưới với lại hai bác. Càng sớm càng tốt nha con. Dạ, dạ. Dạ. Mình để bác đưa rể về. Dạ 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 dạ. Ê rể con về đi ha. Chứ để trễ quá trời tối. Dạ thưa hai bác con về. À, con về đi ha. Em chào anh. Dạ thôi con về nha. Để ba đưa rể ra ngoài rồi cái ghe xe cho nó đúng đường cái để lọc xuống mương kỳ lắm con ha. Dạ dạ. Rể về nha con, vui vẻ nha con. Trời ơi cái thằng quỷ. Cái mặt mày rồi nhìn cái mặt mày thấy mệt không? Sao vậy? Hả? Người ta cười với mình, người ta chào mình phải chào người ta lại một tiếng chứ. Tao cho mày biết nha, em mày mà lấy được nó là phước ba đời rồi đó. Trời ơi, người ta chưa kịp ra khỏi ngõ đây mà la sùm bỡm tội chân tội. Tôi nói cho bà nghe nha, từ ngày hôm nay bà ăn nói nhỏ nhẹ chùm tôi chút đi. Rồi sau này để cho bên xui người ta khỏi khinh thường mình, bà biết bên người ta là giới thượng lưu, bà hiểu không? Ông hay quá, ông giỏi ông dạy con ông kìa. Tôi sợ cái mặt đưa đám của nó hả, tới bữa đó nó làm tâm hứng á. Trời ơi, bà để ý tới nó làm cái gì, kệ nó đi, nó khùng khiếu kệ nó, sân xí nó chi cho mệt vậy. Nếu mà cái bữa đám cưới mà căng quá đó, là thấy không được á, nhốt nó nhà luôn. Không thôi bữa đó tính quan trọng vô cái đồ tổng cho đúng rồi tôi thấy nó cho quả khác gì nữa vô coi coi có gì được không. Má, con muốn chuyện muốn nói với má được không? Hôm nay con thưa chuyện với má. Con muốn xin phép má cho con được đi lấy chồng. Con sẽ không còn là vợ của anh Kiên, là dâu của má nữa.
con sẽ đi lấy chồng. Má chấp nhận, nhớ hiểu cho con nha má. Con không thể nào làm khác được. Con đừng tự trách mình như vậy. Điều mà má mong muốn cũng là tâm nguyện của Thạch Thiên, là muốn thấy con có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Rời khỏi nơi đây, con bỏ lại tất cả sau lưng, quá khứ đau buồn, làm lại một đời tốt nhân con. Lâu lâu mày nhớ má, mày về đây thăm má, rồi ra khắp cho ghi một nén nhang nha con. Dù có đi đến nơi nào, ở đâu, em mãi mãi là người. Không thể thế được. Anh ấy phù hộ cho em nha. Nếu bà không có gì để nói với tôi xin phép bà tôi về. Đứng đó. Thằng bé Tát, mà không hiểu nguyên do gì sao đúng không? Cô cảm thấy thế nào? Uất hận, căm giận hay là tủi nhục? Tôi muốn cho cô biết trước cảm nhận khi bước chân vào nhà. Về làm dâu nhà này, cô còn phải chịu đựng nhiều hơn như vậy nữa. Cô được tưởng dỡ hết tất cả mọi thủ đoạn để bước chân vào nhà này công chính ngôn thuận như vậy là được đâu. Tôi nói cho cô biết, khi tôi còn tồn tại trong gia đình này thì không ai cũng được quyền làm bất cứ điều gì hết. Đừng có mà giở trò, nghe rõ chưa? Ngồi xuống đó. Cô nghe đây, tôi đồng ý cho cô và thằng Thành lấy nhau, nhưng với một điều kiện. Cô và nó không được đăng ký kết hôn cho đến khi đứa bé này chào đời. Cô nghe rõ chưa? Đứa bé này chính là lá bùa hộ mệnh của cô, cho nên cô phải ráng gìn giữ nó cho thật cẩn thận. Sinh mạng của nó cũng chính là sinh mạng của cô. Nghe rõ chưa? Ta hiểu. Còn bây giờ thì cút. Cút ra khỏi đây trước khi tôi thay đổi ý định. Cút đi. Con ơi.
vậy chứ? Con ơi là con, con ơi là con. Em đã quyết định và chấp nhận Thành làm chồng. Xin anh đừng nói gì nữa. Anh biết giờ này anh có nói gì đi nữa thì cũng bằng thờ. Nhưng anh không tin, anh không tin là em chấp nhận sự thật này một cách nhanh chóng như vậy được. Vì đứa con trong bụng của em. Và gì nữa, em có thể giấu ai chứ với anh là em không thể nào giấu được. Trước đây á, em lên Sài Gòn dấn thân truy tìm bộ bất lương, anh lo một, bây giờ anh lo tới 10, em hiểu không? Không có gì đâu anh. Tại vì anh có lắng thái quá thôi. Bây giờ em chỉ biết lo cho con của em. Nó phải sinh ra và đầy đủ như những đứa khác. Ngoài ra em không suy nghĩ gì hết. Thôi, em nhìn thẳng vào mặt anh nè. Anh có linh tính là em đang âm mưu tính toán một cái gì đó, cho nên em chấp nhận cái đám cưới này. Tại sao em có thể thay đổi quyết định nhanh chóng như vậy được chứ? Anh Tài, vì em mà anh phải thiệt thòi và liên lụy. Khi mà em về nhà đó, em sẽ xin cho anh về làm lại nha. Điều đó với anh không cần thiết. Anh chỉ muốn nói là em... Chẳng phải là anh muốn biết em đang âm mưu tính toán gì sao? Anh không muốn là anh bên cạnh em để biết được điều đó sao? Nhỏ thôi hả? Kiên nói cái gì thì về thiện nói lại với Út vậy hả? Kiên nói chuyện với Út đi. Út nhớ Kiên không? Mà thiện nói gì cũng không ai tin đâu. Người ta nói thiện bị ma nhập á, bị Kiên nhập á. Ủa anh hai, Út có nghe anh hai nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với Kiên á. Anh Kiên? Ừ. Anh Kiên đâu? Kiên đi rồi, mới vừa đi nè. Kiên biết ngày mai Út lấy chồng rồi. Kiên không buồn, mà Kiên mừng lắm. Kiên nói Út được hạnh phúc rồi Kiên vui, rồi Kiên ra đi cũng được an lòng. Anh có nghĩ là
em đang hạnh phúc đúng không anh? Nếu như điều này làm cho anh cảm thấy không còn day dứt và thanh thản, thì em không còn gì khiếu hối tiếc. Em ra đây gặp anh lần cuối, vậy mai em lấy chồng rồi. Kiên biết chứ hổ. Kiên còn nói Kiên mừng lắm, mừng đến nỗi không biết diễn tả làm sao hết. Kiên nói cái gì ốc sên của anh ơi, em hãy quên đi niềm đau, em sẽ được hạnh phúc vì điều đó em đáng có được. Rồi Kiên nói cái gì, Úc lại đây xong anh quên mất tiêu luôn rồi. Kiên, những lời nói anh nói thật sao? Anh vẫn còn lo lắng cho em đến như vậy sao anh? Không biết nữa, anh nhớ nhiều lắm không? Út đừng khóc. Kiên nói Út vui thì Kiên mới vui. Bởi vì sự chết của Kiên là đem lại sự sống cho em. Sống đúng nghĩa là sống. Kiên nói vậy đó. Dừng xe. Dạ. Có chuyện gì vậy em? Thư à, có chuyện gì vậy? Thư à, đây là đâu vậy Thư? Thư à, xem lại đây vậy. Gì vậy? Anh quỳ xuống đi. Hả? Em nói cái gì? Em nói anh quỳ xuống. Đây là mộ của chồng em. Anh lấy vợ người ta mà không một lần xin phép sao? Anh phải hứa với anh ấy là từ nay anh sẽ là người thay thế và chăm sóc cho em. Anh hứa với anh ấy là anh ấy hãy yên tâm ra đi vì vợ của anh ấy từ nay đã có người che chở bảo bọc rồi. Em nói gì kỳ vậy? Hứa đi, nếu không có một đám cưới nào diễn ra hết. Anh Trần Trung Kiên, anh yên tâm nha. Tôi hứa với anh là tôi sẽ lo lắng, chăm sóc, bảo vệ, lo cho Thư sung sướng hạnh phúc hơn anh đã lo. Tôi hứa đó, anh yên tâm nha. Anh nghe rồi đó. Người ta hứa là sẽ lo cho em sống hạnh phúc sung sướng rồi đó. Anh có mãn nguyện không anh? Anh có yên lòng không anh? Anh có linh thiêng thì về đây tiễn em đi theo chồng nghe anh. Thư ơi, đi về thôi Thư ơi. Đi về thôi em ơi. Ghê quá à. Đi về thôi Thư. Đi về thôi. Ba. Xe chạy đi.
bao nhiêu thương ngày nào. Cuộc đời cho anh khắc khoải đau thương, anh vẫn yêu em từng ngày. Nhìn chim bao la sóng gió bên ta, những con tim mệt mỏi, tình là thương đau chạy đắng lên ngồi, cố sống để quên niềm đau. Hãy trao cho nhau bao yêu thương nồng say. Ngày mai em đi, anh nơi đây chờ mong. Tình yêu ra đi cho anh bao niềm đau. Hãy cho anh quên, quên hết đi niềm đau. Hãy trao cho nhau bao yêu thương nồng say. Ngày mai em đi, anh nơi đây chờ mong. Dạ. Sao em dậy sớm vậy? Ăn rửa mặt ăn sáng còn đi làm nữa. Trời ơi, em làm điểm tâm cho anh ăn sáng nữa hả? Mai mốt mấy cái chuyện nhỏ nhặt này thì vợ anh cứ để cho. Nó không làm, để mẹ làm cho. Mẹ à, sao mẹ không chịu thuê người giúp việc đi mẹ? Vợ con đang mang thai làm sao làm mấy cái chuyện này được? Nhà này có người giúp việc rồi, thuê nữa làm gì? Dạ, con mời mẹ ăn sáng, còn ba... Đang ngủ, đừng làm phiền ông ấy. Nè, con ăn cho nhanh rồi còn đi làm nữa. Khi nào ăn sáng xong, nhớ đem thức ăn lên phòng giùm tôi. Có cần tôi nhắc lại với cô về điều kiện trước khi bước chân vào nhà này hay không? Dạ, không được gọi là mẹ, mà phải gọi là bà chủ. Tôi nhớ rồi mà. Không cần phải đóng kịch lúc này, vì bây giờ chỉ có tôi và cô. À, hôm nay tôi mắc tiếp khách. Cô đi đâu đó khoảng 2 giờ đồng hồ. Khi nào xong việc, quản gia sẽ gọi cô thì cô mới được về nhà nghe chưa? Dạ, tôi biết rồi, thưa bà chủ.
ông chết. Gì vậy chú Tiệp? Nói ông Chính chiều ra bưu điện lãnh tiền, nhớ mang theo chứng minh nhân dân nha. Rồi rồi rồi. Thiện ơi, Thiện ơi Thiện, mày á hả, chạy ra quán bà Sáu kêu ba mày đi ra bưu điện lãnh tiền con Thư nó gửi về kìa. Thiện. Trời ơi, nó đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa à. Chị lấy giùm em cái điện thoại. Rồi rồi, mở ra. Đó, bấm xuống. Đó, số 19. Rồi. Alo. Alo. Ông Chính à? Xỉn chưa vậy? Nè. Hồi về á ghé ngang bưu điện á hả, lấy tiền con Thư nó gửi nghe chưa? Có đem theo giấy chứng minh không đó? À, rồi rồi vậy nghe. Ừ. Ta nói từ ngày mà con Thư lấy chồng Sài Gòn á nghe, chị nghe nói là ông Chính á, ổng lên hương dữ lắm á nghe, ổng sọp lắm đó. Ai nói vậy hả? Có sợ mấy con bị ôm nói không? Trời ơi, thiệt tình cái ông này già xanh tật rồi. Em nói thiệt với chị nha, thà như hồi xưa á, nhà cửa vậy đó, sống vậy mà còn thấy hạnh phúc vui vẻ, chứ từ hồi mà lúc con Thư nó gửi tiền về á là ổng sanh hư à. Mình không lẽ bây giờ em nói con Thư nó đừng gửi tiền nữa, phải kỳ lắm không? Rồi em xong rồi đó. Thôi quê xong mà để đó đi, đó đi qua đây ngồi nói chuyện với em một chút đi. Không được, làm gì gấp, bữa khác đi. À, chị quên cho anh qua anh nhà anh gọt liền, nói nãy giờ á. Rồi móc tiền ra. À, chị lấy 20 chứ bà đòi lấy nhiều. Bà mà lấy hơn nữa tôi gọi người khác à. Rồi chị đi đây. Em không mà. Chị đi nghe. Mình. Chứ không phải thấy người sang bắt hoàng làm họ. Nghe nhà lầu kêu tay te chạy liền. Mang tiếng là bà con chị em mà xem người ta trọng hơn mình. Kêu nén lại ngồi chút xíu cũng không chịu ngồi. Thấy phật kiếp. Trời ơi, thiệt, bà làm cái gì mà gọi điện thoại úm sùm hết trơn rồi. Thư nó gửi tiền về bưu điện thì để trả đi, mai lãnh cũng được. Đang ngồi nhậu làm mất hứng trơn rồi. Nhậu đi, nhậu cho chết luôn đi. Thiện đâu? Thiện đâu, ai biết nó chạy đi đâu rồi. Ông giỏi đi kiếm nó đi. Ông nữa nha, vừa phải thôi, tôi nghe đầy hai cái lỗ tai rồi đó. Đầy gì? Ông á làm sao làm á, tôi mà mét con Thư một cái nó khỏi gửi tiền về cho ông đi hả đi ôm với cái rượu ôm nữa. Không biết ôm nào chứ. À, không phải hả? Bà còn không cho ôm nữa, đúng không? Anh hai, hai đang nhìn về phía này nè, nhà chồng có cô đó đó. Thank you.
咽下来。Thư, em sao vậy? Sao mồ hôi nhễ nhại vậy? Đi về. Mẹ chưa gọi cho nên là em không dám về. Chẳng lẽ bây giờ Tinh cũng ngoài đường không sao? Lên xe về với anh. Đi. Nếu nhà có khách á, em về trong phòng đóng kín cửa lại cho anh đi. Tại sao phải ra ngoài đường ngồi mấy tiếng đồng hồ như vậy? Mẹ thật là quá đáng mà. Thôi anh, anh đừng tỏ thái độ như vậy, sẽ làm cho mẹ giận đó. Mất công mẹ là nghĩ em nói này nói nọ với anh nữa. Để nói chuyện với mẹ. Bồn phát ung dụng của chim ưng, mày chữ bát, tay quạt quyền, mũi con cờ, miệng ấm trà, tay chèn ngắn, được gặp bổn chó lưng thùng cơ. Con bất lịch sự từ khi nào vậy? Vào phòng sao không gõ cửa? Hay là con sống với cái hạng vô phép đó, riết rồi quen rồi. Mẹ à, nếu như nhà mình có khách hay là tiệc tùng gì đó, thì mẹ cứ để quay trong phòng đi. Tại sao mẹ bắt quay lang thang ngoài đường như vậy chứ? Quay đang có thai, lỡ như có mệnh hệ gì thì sao? Đã có chuyện gì xảy ra với nó chưa? Mẹ à, từ lúc nào mà con dám lên giọng lớn tiếng với mẹ như vậy? Tại vì xuất thân của vợ con tốt quá, cho nên mẹ không dám cho nó gặp gỡ mọi người. Mẹ chỉ biểu nó ra ngoài hứng thở khí trời một chút thôi mà. Có gì mà con phải bực tức chứ? Mỗi lần con nói ra cái vấn đề gì vậy, mẹ hết lý do này tới lý do nọ. Ngay cả cái chuyện vợ chồng mẹ cũng cấm, mẹ không cho ở chung là sao? Dù gì con gái cũng là mợ hai trong cái nhà này, sao lại để sống chung với người làm như vậy chứ? Con nói hết chưa? Hử? Mẹ cho nó ở cái phòng đó là mẹ lo cho nó thôi. Nó đang có thai, không thể nào bước lên cầu thang được. Mà từ trước nó cũng đã ở cái phòng đó rồi,
Có gì đâu mà khó chịu. Nhưng mà mẹ không muốn con có thái độ đó với mẹ. Con đi ra ngoài ngay. Khi nào hết bực tức thì con hãy vào đây nói chuyện với mẹ. Tình bạc diện thư sinh đáng chứa thật. Bỏ tay ra đi chứ. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Dừng lại. Ai mừng. Tôi ngạc vợ anh quá. Hay là anh không đi làm nữa, anh ở nhà chăm sóc cho em nha. Không cần phải vậy đâu, em không sao mà. Không lẽ anh ở nhà với em hoài vậy sao được. Thôi về phòng nghỉ đi, em mệt, em nghỉ ngơi sớm. Em mệt ha. Vậy để anh massage chân cho em nha. Anh làm vậy mẹ càng không thích em á. Thì mình đóng cửa lại mẹ đâu có thấy đâu. Nó xa cho nha. Để anh xíu. Anh ơi. Về phòng đi. Biết rồi. Ngủ sớm đi. Bye bye giờ. Trước khi bước chân vào đây, cô phải nhớ kỹ những điều này. Thứ nhất, cô không được phép gọi tôi là mẹ. Hãy gọi là bà chú như trước đây. Thứ hai, cô không được phép ở chung phòng với Thượng Hạo. Người ở trên sân cô chính là người đó hợp với thân sự của người bà. Cô phải giữ kỹ với họ. Đó chính là lá bùa của bà. Nếu như không có nó, cô sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà này ngay lập tức. Rõ chưa? Con yêu của mẹ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì mẹ cũng cắn răng chịu đựng. Thank you.